Theo Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo hiện cảm thấy sai lầm khi chuyển tới câu lạc bộ Anas hồi đầu năm và muốn rời đi càng sớm càng tốt. Bất chấp mức đãi ngộ lên tới 200 triệu euro một mùa, CR7 lại không thấy thoải mái với cuộc sống mới tại Ả Rập, từ những quy tắc về lối sống cho đến cơ sở hạ tầng bóng đá tại đây khác xa với châu Âu. Việc Anas có nguy cơ trắng tay mùa giải này càng thôi thúc Ronaldo trở lại lục địa già chỉ sau 5 tháng xa cách. Thế nhưng, câu lạc bộ Anas chắc chắn sẽ không để ngôi sao mà họ chi ra tiền tấn để mang về ra đi một cách dễ dàng như vậy. Cristiano Ronaldo chỉ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp quyết rời đi mà không có lý do chính đáng được câu lạc bộ chấp thuận, Ronaldo sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Luật của FIFA quy định rất rõ ràng, nếu hai bên không đạt thỏa thuận thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại. Đó sẽ là toàn bộ tiền lương trong thời gian còn lại của hợp đồng đã ký cùng với hàng loạt khoản phí liên quan tới đối tác, nhà tài trợ, chi phí phát sinh. Nhưng tiền chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha còn phải đối mặt với án phạt thể thao cực nặng. Quy định nêu rõ rằng các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng đối với một cầu thủ quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng còn thời hạn, nặng nhất là treo giò tới 4 tháng. Lionel Messi chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải và có rất ít cơ hội để anh ấy chuyển đến Premier League với những kỳ vọng về tuổi tác lẫn mức lương. Tuy nhiên, thủ thành Emiliano Martinez tuyên bố anh sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì để Messi chuyển đến Aston Villa. Cụ thể, thủ thành Argentina chia sẻ, trích dẫn từ tờ Daily Mail: "Tôi sẽ đưa anh ấy đến Aston Villa. Tôi sẽ cám dỗ anh ấy bằng mọi cách làm món nướng cho anh ấy vào mỗi cuối tuần. Tôi sẽ nhờ mọi người làm những lá cờ nhỏ cho anh ấy và anh ấy sẽ trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Tôi sẽ giảm lương và đưa phần đó cho Messi nếu cần thiết." Messi có một lời đề nghị rất lớn để chuyển đến Ả Rập Xê Út, nhưng Barcelona cũng nhiều khả năng cố gắng đưa anh trở lại Camp Nou sau khi để mất cầu thủ 35 tuổi vào tay PSG 2 năm trước. Dù có thành tích cá nhân xuất sắc, nhưng Messi vẫn chưa thể mang về chiếc vô địch Champions League mà những ông chủ Qatar của PSG khao khát. Davy Fratesi đang thu hút rất nhiều sự quan tâm sau một năm tuyệt vời với câu lạc bộ Sassuolo. Cầu thủ 23 tuổi này đã ghi 7 bàn tại Serie A dù thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ. 90 Minutes báo cáo rằng AS Roma, Juventus, Man United, Arsenal, Chelsea, Inter Milan và Paris Saint-Germain muốn có Fratesi. Nhưng họ hoàn toàn có thể bị câu lạc bộ Brighton vượt mặt khi chim mỏng biển mới là đội có những động thái cụ thể để chiêu mộ ngôi sao người Ý. Được biết, Sassuolo muốn có khoảng 34,7 triệu bảng cho cầu thủ trẻ của mình. Và rõ ràng, đó là một con số ít hơn rất nhiều so với những gì mà chim mỏng biển đòi hỏi ở Caicedo. Nhà báo Peter Oruke chia sẻ trên Gimme Sport rằng Fratesi cũng đang muốn đến Premier League thi đấu. Fratesi chắc chắn sẽ là một sự thay thế rẻ hơn và tôi nghĩ đến Man United đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc. Sassuolo sẽ khó làm từ chối và tôi chắc chắn rằng Fratesi sẽ rất quan tâm đến khả năng chuyển đến Premier League chơi cho một câu lạc bộ lớn như Man United. Theo báo cáo từ 90 Minutes, Liverpool đã cử tuyển trạch viên theo dõi tiền vệ Dominic Szoboszlai ở trận đấu giữa câu lạc bộ Leipzig và Bayern Munich. Mùa giải năm nay, Szoboszlai gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga. Ngôi sao người Hungary thi đấu ấn tượng cùng câu lạc bộ Leipzig. Szoboszlai được nhiều nhà chuyên môn so sánh ví von với tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid. Liverpool xem ngôi sao 22 tuổi là phương án bổ sung đáng cân nhắc cho khu vực trung tuyến. Szoboszlai sở hữu lối chơi đa năng khi anh có thể hóa thân thành số 8, số 10, thậm chí sẵn sàng đảm nhận vai trò tiền đạo cắm khi cần. Anh đã đóng góp vào 6 bàn thắng và 8 lần kiến tạo cho câu lạc bộ Leipzig ở mùa giải năm nay. Szoboszlai có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng Anh. Đối thủ cạnh tranh nặng ký với The Kop ở thương vụ này là Newcastle United. Tiềm lực tài chính mạnh giúp Chích Chòe tự tin vượt mặt Liverpool ở thương vụ Szoboszlai. Đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe cần thêm những tân binh chất lượng khi tham dự Champions League ở mùa giải năm sau. Szoboszlai hứa hẹn sẽ mang đến sự bổ sung hữu ích cho đội bóng này. Cả Man United lẫn Newcastle dường như đang hoàn thiện danh sách rút gọn cho kỳ chuyển nhượng mùa hè với cái tên Moussa Diaby. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Sky Germany, việc Man United có thực hiện thương vụ này hay không vẫn còn phụ thuộc vào quá trình tiếp quản câu lạc bộ khi Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim vẫn đang cạnh tranh nhau quyết liệt. Được biết, phía Leverkusen có thể yêu cầu số tiền lên tới 69 triệu bảng cho Moussa Diaby. Đại diện nước Đức đánh giá cao tài năng đến từ ngôi sao 23 tuổi và cho rằng mức định giá như vậy là hoàn toàn hợp lý. Tuyển thủ Pháp đã có 47 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này và góp dấu giày vào 25 bàn thắng, trong đó có 14 pha lập công và 11 đường kiến tạo. Hợp đồng của Moussa Diaby vẫn còn thời hạn đến năm 2025. Điều này đồng nghĩa với việc Leverkusen sẽ không chịu bất cứ áp lực lớn nào về việc buộc phải bán anh ngay trong mùa hè này. Theo nguồn tin từ trang Defensa của Tây Ban Nha, thông qua Transfer News Live, Manchester United đang chuẩn bị một động thái cho tiền vệ Vinicius Junior của Real Madrid trong trường hợp anh quyết định rời khỏi La Liga. Nhật báo trên cho hay, Vinicius có thể rời khỏi Real Madrid vì nạn phân biệt chủng tộc mà anh ấy đang phải chịu ở Tây Ban Nha. Cá nhân ngôi sao người Brazil đã ám chỉ điều đó trong một tuyên bố trên mạng xã hội sau khi bị đuổi khỏi sân một cách vô cớ trong trận đấu với Valencia hồi cuối tuần.
Với việc Vinicius chỉ còn hợp đồng đến năm 2024 với Real Madrid, Man United hoàn toàn có thể chiêu mộ tiền đạo 22 tuổi ngay khi mùa giải khép lại. Hơn thế nữa, Quỷ Đỏ đang sở hữu người đồng đội của Vinicius, Casemiro. Vì thế họ đang muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai ngôi sao để làm bệ phóng cho thương vụ này. Đồng thời đội chủ sân Old Trafford cũng sẽ trao cho Vinicius mức đãi ngộ hậu hĩnh nếu anh đồng ý gia nhập câu lạc bộ. Sergei Milinkovic-Savic được coi là một huyền thoại tại Olympico khi khẳng định mình là một cầu thủ không thể thiếu của Lazio trong 8 mùa giải qua. Cầu thủ 28 tuổi này chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ box-to-box, đã ghi 67 bàn và 59 đường kiến tạo sau 339 lần ra sân cho câu lạc bộ Lazio trên mọi đấu trường, bao gồm 9 bàn thắng và 8 pha kiến tạo sau 45 trận mùa này. Savic sẽ hết hạn hợp đồng với Lazio vào cuối mùa giải và những đồn đoán về tương lai lâu dài của anh tại câu lạc bộ đã tăng lên trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Man United, Arsenal, Liverpool, Newcastle United và West Ham United đều quan tâm đến tiền vệ 28 tuổi. Chủ tịch của Lazio Claudio Lotito tuyên bố vào cuối năm ngoái rằng họ sẽ không để Milinkovic-Savic ra đi. Tuy nhiên, mới đây giám đốc thể thao Tare lại thừa nhận rằng Lazio có thể buộc phải bán cầu thủ ngôi sao của họ trước chiến dịch 2023-2024. Vì lợi ích của tất cả, chúng tôi phải ngồi lại và làm rõ điều này. Cậu ấy có mối quan hệ mật thiết với Lazio. Sergei ngưỡng mộ và tôn trọng câu lạc bộ cũng như là huấn luyện viên. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc bán cậu ấy cho một câu lạc bộ khác. Bản tin bóng đá ngày 24 tháng 5 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.